Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Thắng Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game về sinh tồn cũng mới ra mắt tháng trước. Đó chính là Step of Sovereign, phiên bản của Fantap. Tựa bản này đã được phát hành tại Việt Nam rồi. Chúng ta sẽ chơi, nó sẽ có cái lợi thế hơn là nó sẽ có tiếng Việt. Và hôm nay cùng chơi thử với mình cùng mình chơi thử và khám phá để xem game này nó sẽ như thế nào nhé. Nó là sinh tồn nhưng mà theo kiểu là chúng ta chiến thuật, chúng ta sẽ xây dựng căn cứ. Đó, chiến thuật nhưng mà cũng sẽ nào. Đấy. Nó sẽ có các nhiệm vụ này. Xây dựng nhà cửa. Có rất nhiều nhiệm vụ. Có cả bắn nhau các kiểu nữa. Chó hỗ trợ giết bọn zombie này. Chó sắp chết rồi. Chó nó sẽ về gần chủ để nó hồi sinh lại nhá. Sao bị hư hại. Want a sip? It's pretty. Hey, it's pretty. We have to. We have to. Is it a cup? Mình có phải sửa hàng sao các kiểu. Đánh nhau nữa. Chết nó sẽ quay về nha. Wishes.
xông vào đấy. À, mình chống lại Ruby nó xông vào nữa. Rồi.
xây dựng được cái gì nữa. Thank you.
tài nguyên rồi nhé. Chúng ta sẽ tạm dừng game này đây. Okay, xin chào lại ở các tập tiếp theo nhé. Mình sẽ tiếp tục khám phá về game này.